Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngôn ngữ văn lớp 6, trang 74 đến trang 75. Bài 3, thực hành tiếng Việt, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thực hành tiếng Việt, cụm động từ và cụm tính từ. 1. Tìm một cụm động từ trong truyện Gió lạnh đầu mùa. Từ động từ trung tâm của cụm từ đó hãy tạo ra 3 cụm động từ khác. 2. Tìm cụm động từ trong những câu sau, xác định động từ trung tâm và những ý nghĩa mà động từ đó được bổ sung. A. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng. B. Mẹ Sơn lật cái vị bồm, lục đống quần áo rét. C. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hâm hở chạy về nhà lấy áo. 3. Trong truyện Gió lạnh đầu mùa, Thạch Lam thường sử dụng kiểu câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ. Chẳng hạn, mẹ Sơn nghe thấy đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan. Hãy tìm thêm trong văn bản này hai câu văn có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ và cho biết tác dụng của cách diễn đạt đó. Như vậy ở đây cách nhận biết cụm động từ. Ở dạng đầy đủ, cụm động từ gồm 3 phần, phần trung tâm ở giữa, phần phụ trước và phần phụ sau. Trung tâm của cụm động từ là động từ. Các từ trước động từ trung tâm thường bổ sung cho động từ những cái ý nghĩa như thời gian, khẳng định, phủ định, tiếp diễn. Các từ đứng sau động từ và trung tâm, động từ trung tâm thì thường bổ sung cho động từ những cái ý nghĩa như đối tượng, địa điểm, thời gian. Tìm hiểu câu nó không mặc áo rét. Trong câu này, không mặc áo rét là một cụm động từ, có mặc là động từ trung tâm. Từ không trước động từ mặc có ý nghĩa phủ định. Từ áo rét ở sau động từ mặc chỉ đối tượng của hành động. Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời ở đây. Câu 1, tức là câu 1 ở trên đây. Tìm một cụm động từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Từ động từ trung tâm của cụm từ đó hãy tạo ra 3 cụm động từ khác. Như vậy, cụm động từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi cú già. Động từ trung tâm là từ thấy. Từ động từ trung tâm thấy của cụm từ đó ta tạo ra 3 cụm động từ khác. Mỗi lần thấy tôi đi học về, chú chó vàng nhà tôi mừng như thể tôi đã xa chú ấy cả năm trời. Mỗi lần thấy trời mưa to, tôi lại nghĩ không biết những người bán hàng rong ngoài vỉa hè, đường phố sẽ khó khăn như thế nào. Bạn sẽ không thể thấy những con khủng long như thế ngoài đời. Như vậy thì ở đây từ cái động từ trung tâm thấy tạo ra 3 cụm động từ khác. Tiếp theo câu 2. Tìm cụm động từ trong những câu sau, xác định động từ trung tâm và ý nghĩa động từ mà động từ đó được bổ sung. A. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng. B. Mẹ Sơn lật cái vị bờm, lục đống quần áo rét. C. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hâm hở chạy về nhà lấy áo. Như vậy, cụm động từ, xác định cụm động từ trung tâm và những ý nghĩa mà động từ đó bổ sung. A. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng. Cụm động từ, thấy đất khô trắng, thấy là động từ trung tâm. Ý nghĩa của động từ được bổ sung là nhấn mạnh sự nhận biết, nhận thấy, quan sát được của Sơn. B. Mẹ Sơn lật cái vỉ bờm, lục đống quần áo rét. Cụm động từ, mẹ Sơn lật cái vỉ bờm, lật là động từ trung tâm. Ý nghĩa của động từ được bổ sung đó là nhấn mạnh sự thay đổi, xoay chuyển cái vỉ bờm theo hướng khác.
C. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Cụm động từ hăm hở chạy về nhà lấy áo, hăm hở là động từ trung tâm. Ý nghĩa của động từ được bổ sung là nhấn mạnh sự phấn khích, lòng nhiệt tình của chị Lan. Tiếp theo bài nhỏ, trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa, Thạch Lam thường sử dụng kiểu câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ. Chẳng hạn mẹ Sơn nghe thấy đặt chén nước trà xuống. Bảo chị Lan hãy tìm thêm trong văn bản này hai câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ và cho biết tác dụng của cách diễn đạt đó. Thì đây hai câu trong văn bản Gió lạnh đầu mùa có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ. Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi cụ già. Tác dụng của cách diễn đạt này nhấn mạnh sự sốt sắng của Sơn. Chúng nó thấy chị em Sơn đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập. Tác dụng của cách diễn đạt này nhấn mạnh hành động dè dặt, sợ sệt, dè chừng của đám trẻ con với hai chị em Sơn. Tiếp theo câu 4 là tìm một cụm tính từ trong truyện Gió lạnh đầu mùa. Từ tính từ trung tâm của cụm từ đó hãy tạo ra ba cụm tính từ khác. 5. Tìm cụm tính từ trong những câu sau, xác định cụm tính từ trung tâm và những cái ý nghĩa mà tính từ đó được bổ sung. A. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, nhưng làng ở xa, những làng ở xa, Sơn thấy rõ như gần. B. Sơn bấy giờ mới nhớ ra là mẹ cái hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. 6. Các câu sau có vị ngữ là một tính từ, hãy mở rộng vị ngữ thành cụm tính từ. A. Trời rét. B. Tòa nhà cao. C. Cô ấy đẹp. Như vậy nhận biết cụm tính từ ở dạng đầy đủ, cụm tính từ gồm 3 phần: phần trung tâm ở giữa, phần phụ trước và phần phụ sau. Trung tâm của cụm tính từ là tính từ. Các từ trước tính từ trung tâm thường bổ sung cho tính từ những ý nghĩa như mức độ, thời gian, sự tiếp diễn. Các từ đứng sau tính từ trung tâm thường bổ sung cho tính từ những ý nghĩa như phạm vi, mức độ. Tìm hiểu câu trời vẫn rét quá. Trong câu này, vẫn rét quá là một cụm tính từ. Có rét là tính từ trung tâm. Từ vẫn trước tính từ rét. Chỉ rét đang tiếp diễn. Từ quá ở sau tính từ. Từ quá ở sau tính từ rét chỉ mức độ của rét. Như vậy câu 4, tìm một cụm tính từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa với tính từ trung tâm của cụm tính từ đó hãy tạo ra cụm tính từ khác. Như vậy một cụm tính từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa là hai con tôi quý quá. Dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư. Đặt câu, nhà tôi nuôi nhiều loài vật, nhưng con vật mà tôi yêu quý nhất là chó vàng. Nó rất tình cảm và thương tôi. Tiếp theo câu 5 là xác định cụm tính từ và tính từ trung tâm và những cái ý nghĩa mà tính từ đó được bổ sung. A. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, Sơn thấy rõ như gần. Cụm tính từ chân trời trong hơn mọi hôm. Tính từ trung tâm là từ trong. Ý nghĩa mà tính từ được bổ sung là nhấn mạnh sự trong veo,
trong suốt có thể nhìn thấy rõ được của bầu trời. Câu B. Sơn bây giờ mới nhớ ra mẹ cái hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Cụm tính từ là mẹ cái hiên rất nghèo. Tính từ trung tâm là nghèo. Ý nghĩa mà tính từ được bổ sung là nhấn mạnh sự khó khăn, thiếu thốn của mẹ hiên. Tiếp theo câu 6. Các câu sau có vị ngữ là một tính từ, hãy mở rộng vị ngữ thành cụm tính từ. A. Gió rét. B. Tòa nhà cao. C. Cô ấy đẹp. Mở rộng vị ngữ thành cụm tính từ trong các câu. Ngoài cửa sổ, gió vẫn rét. Gió vẫn rét quá, không thể ra ngoài được vào lúc này. B. Trải qua bao nhiêu? Tòa nhà vẫn cao lên khênh như thế, bút tầm mắt người qua đường. C. Càng ngày cô ấy càng đẹp lên nhiều. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.